Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh, hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, phần lớn không đất đai, thiếu tư liệu sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc, đóng vai trò quan trọng giúp hộ cải thiện đời sống. Từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, tỉnh ta đã triển khai nhiều mô hình sinh kế giúp hộ vươn lên. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập đến trong chuyên mục Thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số kỳ này. Đối với dự án 3 phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Trong năm 2022 và 2023, Sóc Trăng được phân bổ nguồn vốn gần 37,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã thực hiện rất nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng. Tháng 4 vừa qua, huyện Long Phú đã triển khai hỗ trợ mô hình bò sinh sản. Mỗi hộ tham gia được hỗ trợ bình quân 2 con bò sinh sản. Bà Trịnh Thị Kênh, 63 tuổi, được nhận hỗ trợ từ mô hình. Bà mừng rơi nước mắt, gia đình có 4 thành viên, nhưng không có đất sản xuất, sinh sống nhờ làm thuê, trang trải qua ngày. Nay được 2 con bò, bà vô cùng trân trọng và phấn khởi trước sự quan tâm này của đảng và nhà nước dành cho đồng bào dân tộc. Giờ đây, có bò để nuôi, bà chia sẻ, vài năm nữa, bò sẽ nhiều thêm, cuộc sống gia đình sẽ không còn khó. Mình rất cảm ơn nhà nước dữ lắm, đảng nhà nước đồ nhờ công trình quốc gia giúp đỡ. Vợ chồng anh Lý Sambo cũng dở hòa trong niềm vui khi được hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Gia đình sống nhờ làm thuê, thu nhập bấp bênh. Số tiền kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ lo toan sinh hoạt trong gia đình. Vì vậy mà 2 con bò này, vợ chồng anh kỳ vọng rất nhiều sẽ giúp cho gia đình ổn định cuộc sống. Sau khi nhận bò, vợ chồng anh tiến hành xây chuồng trại tươm tất và thuê thêm đất trồng cỏ, giữ quyết tâm nhân đàn bò thoát khỏi hộ nghèo. Ta hỗ trợ được 2 con bò thì em rất mừng, cảm ơn nhà nước đảng hỗ trợ, rất cảm ơn hộ, tại mình gia đình em hộ nghèo á, rất cảm ơn. Gia đình em cố gắng mừng ăn thoát nghèo, vươn lên thoát nghèo. Mình nuôi cặp bò này, mình cố gắng lên, đảng mình vươn lên thoát nghèo. Rồi sau đó tôi rất là cảm ơn, rất cảm ơn đảng, nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm tới mình đó. Rồi có chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ cho cặp bò, gia đình tôi rất là cảm ơn. Có chính quyền, nhà nước hỗ trợ gì tôi cũng cố gắng lên để thoát nghèo, chứ đâu có thể nghèo hoài vậy được. Đối với phần lớn hộ nghèo và hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, khó khăn lớn nhất chính là ít đất sản xuất, trong đó có rất nhiều hộ thậm chí không có đất sản xuất. Vì vậy mà các mô hình sinh kế được xem là đòn bẩy để hộ thay đổi cuộc sống. Trong 2 năm qua, từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã triển khai rất nhiều mô hình, trong đó có nhiều mô hình được nhân rộng, từ chăn nuôi cho đến trồng trọt, tùy thuộc vào điều kiện ở mỗi địa phương và hộ nghèo, hộ cận nghèo mà triển khai các mô hình khác nhau. Trong đó, mô hình nuôi bò được nhiều địa phương chọn nhân rộng bởi phù hợp với thực tế thiếu đất sản xuất của hộ và ít rủi ro. Tỷ lệ hộ đồng bào thuộc Khmer trên địa bàn huyện là 27,14%. Là đa số đồng bào tộc thiểu số rất phấn khởi khi mà chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn huyện. Đặc biệt là đó là cái động lực để mà đồng bào vươn lên thoát nghèo trong thời gian sắp tới đó. Gia đình bà Dương Thị Xà Vinh là một trong những hộ được hỗ trợ mô hình sinh kế từ chăn nuôi bò. Bà chia sẻ gia đình có 2 thành viên đều sống nhờ vào lột tôm thời vụ cho công ty thủy sản, thu nhập mỗi ngày trên dưới 100.000 đồng. Không đất sản xuất, nên đây là nghề nuôi sống 2 mẹ con. Nay, từ dự án 3, bà được hỗ trợ 1 con bò. Bà cho biết nuôi bò không tốn chi phí, thức ăn cho bò chủ yếu bà đi tìm cỏ quanh xóm nên rất phù hợp với điều kiện gia đình. Hiện bà vẫn duy trì công việc làm thuê, trang trải qua ngày. Còn bò thì gia đình chăm sóc để bò phát triển nhanh và nhân đàn trong thời gian tới. Được con bò nó cũng mừng lắm rồi. Mình cũng có làm gì được đâu, bây giờ có bò gì đó mình đi cắt cỏ gì cho ăn. Dắt cho ăn, dắt chưa chưa đó về lại cắt một bao, 2 bao vậy đó cho ăn. Ăn nuôi à, không bán đâu. Được mà con bò gì đó mừng, con chết đó không có bán đâu. Có bò với mình sản xuất thì mình cũng mừng lắm, nhà nước cho vậy mình cũng mừng lắm. Huyện Mỹ Xuyên của chúng tôi thì gồm có 5 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 3 ấp là ấp đặc biệt khó khăn.
thì được sự chỉ đạo của thường trực huyện ủy, rồi ủy ban nhân dân của huyện, thì đối với phòng dân tộc với vai trò tham mưu chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì năm 2022 á thì được tỉnh là phân bổ vốn là 5 dự án đó. Thì đối với năm 2023 thì được tỉnh phân bổ vốn là 6 dự án. Trên tinh thần đó thì đặc biệt là dự án 1 là dự án về nhà ở, rồi đất ở, rồi đất sản xuất, rồi trong đó là có các tiểu dự án là dự án chuyển đổi ngành nghề, rồi nước sinh hoạt phân tán. Nhìn chung đối với Mỹ Xuyên của chúng tôi hiện nay đã triển khai năm 2022 chuyển sang năm 2023 về nhà ở thì chúng tôi thực hiện là 38 căn. Còn đối với năm 2023 đó thì chúng tôi được giao và thực hiện là 43 căn. Nói chung thì đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Mỹ Xuyên chiếm là trên 30%. Đó. Thì đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, được chương trình mục tiêu về vùng đồng bào phát triển kinh tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phải nói là đồng bào rất là phấn khởi. Đó. Thì được đảng và nhà nước quan tâm, thì nói chung là đồng bào rất là hoan nghênh, rất là ủng hộ, rồi được nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự tuyệt đối của sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Mô hình sinh kế đóng vai trò quan trọng trong giúp hộ vươn lên. Một khi mô hình được triển khai thành công và nhân rộng, góp phần tạo sinh kế lâu dài cho hộ, hướng đến mục tiêu thoát nghèo bền vững. Trở về thăm lại các hộ nghèo từ chục năm về trước, triển khai mô hình sinh kế nuôi bò từ nguồn vốn chương trình 1-3 năm, tiền thân của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc đang triển khai hiện nay. Nhờ một con bò thịt được hỗ trợ từ chương trình 1-3 năm mà gia đình bà Lâm Thị An ở xã Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên đã thoát nghèo bền vững. Nay đàn bò đã phát triển 14 con. Nhớ lại những ngày thuộc diện hộ nghèo, bà không khỏi xúc động trước những chính sách chăm lo của đảng và nhà nước. Sự chăm lo này như tiếp sức để gia đình bà nỗ lực nhiều hơn để trở thành hộ khấm khá như hiện nay. Hộ nghèo thì nhà nước hỗ trợ bò, với lại hồi đó có nhà hồi năm 2007 là lâu quá rồi. Rồi cái sau này nhà nước thấy bò đẻ được mấy con vậy đó, rồi rút cho mình thoát nghèo lại. Thì nó đẻ vậy đó, mình cứ nuôi 3 năm, 4 năm mới bán ra. Vì bán nhưng mà con nó không có cho bán ra, nó thấy vậy nó đi Bình Dương nó làm đó, nó về nó bắt lại nuôi. Thông qua các mô hình sản xuất, hộ nghèo dân tộc thiểu số tập trung vào phát triển sản xuất, từng bước tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao mức sống. Chỉ khi hộ có công ăn việc làm ổn định thì khi đó công tác giảm nghèo mới mang tính bền vững cao. Trong đó mô hình giảm nghèo được xem là giải pháp. Vì vậy mà tạo sinh kế giúp đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững thông qua việc triển khai các mô hình đang được tỉnh tập trung phát triển và nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số kỳ này đã hết. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.